5 lợi ích khi ăn một tép tỏi sống mỗi ngày. Chào các bạn, tỏi là một loại thực phẩm, gia vị không thể thiếu trong hầu hết các tủ bếp gia đình. Được biết đến với hương vị đặc biệt và những lợi ích cho sức khỏe, tiêu thụ tỏi sống hàng ngày có thể mang lại một số kết quả tích cực. Một số tác dụng của tỏi đã được chứng minh. 1. Tăng cường miễn dịch. Tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, B6, manga và selen, tất cả đều góp phần cải thiện chức năng miễn dịch. Tiêu thụ tỏi sống thường xuyên có thể giảm tần suất cảm lạnh và cúm. Một nghiên cứu với 146 người tham gia, được công bố tại thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, cho thấy những người dùng thực phẩm bổ sung tỏi hàng ngày ít bị cảm lạnh hơn 63% và thời gian cảm lạnh của họ ngắn hơn 70% so với nhóm dùng giả dược. 2. Giảm huyết áp. Huyết áp cao là một căn bệnh phổ biến có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu không được kiểm soát. Tỏi sống có thể làm giảm đáng kể huyết áp ở những người bị tăng huyết áp. Hợp chất alisin trong tỏi có tác dụng mạnh hơn khi ăn sống, giúp thư giãn mạch máu và cải thiện lưu lượng máu. Nghiên cứu cho thấy chiết xuất tỏi có hiệu quả trong việc giảm huyết áp tương đương với atenolol, một loại thuốc thường được kê đơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tỏi không thể thay thế thuốc điều trị huyết áp. 3. Giảm mức cholesterol Tỏi sống có thể tác động tích cực đến mức cholesterol, giúp giảm cholesterol toàn phần và LDL. Đây là một cholesterol xấu, và tăng cholesterol HDL, đây là cholesterol tốt. Một phân tích tổng hợp gồm 39 thử nghiệm lâm sàng, được công bố trên tạp chí Nutrients, cho thấy việc bổ sung tỏi giúp giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần và LDL. Điều này làm cho tỏi trở thành một thực phẩm bổ sung có giá trị trong chế độ ăn uống để duy trì sức khỏe tim mạch. 4. Đặc tính kháng sinh. Đặc tính kháng khuẩn và kháng virus của tỏi đã được chứng minh rõ ràng. Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi, chẳng hạn như alicin mang lại khả năng phòng vệ tự nhiên chống lại các mầm bệnh khác nhau, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh tật. Đặc tính kháng khuẩn của tỏi thậm chí có thể chống lại các mầm bệnh truyền qua thực phẩm như Salmonella và E. coli. 5. Giải độc. Hợp chất lưu huỳnh trong tỏi giúp cơ thể loại bỏ độc tố và kim loại nặng, làm giảm đáng kể nồng độ trì trong máu và các triệu chứng như đau đầu và huyết áp cao. Tác dụng giải độc của tỏi là do khả năng tăng sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh hỗ trợ gan trong quá trình giải độc. Cách tiêu thụ tỏi đúng cách. Mặc dù lợi ích sức khỏe của tỏi sống rất ấn tượng, điều quan trọng là phải tiêu thụ đúng cách để phát huy tối đa tác dụng. Dưới đây là một số cách dùng. Băm hoặc nghiền tỏi và để yên trong khoảng 10 phút trước khi ăn. Khoảng thời gian chờ này cho phép hình thành allicin, hợp chất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của tỏi. Ăn tỏi sống có thể khó khăn do hương vị đậm đặc. Có thể trộn tỏi với một thìa mật ong, thêm vào món salad hoặc kết hợp với các thực phẩm khác để dễ ăn hơn. Bắt đầu ăn với một lượng nhỏ chẳng hạn như nửa tép và tăng dần lên một tép mỗi ngày. Điều này giúp cơ thể điều chỉnh và giảm nguy cơ khó chịu ở đường tiêu hóa. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.